this beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue, are you, are you, are you? My love's so wild, please give me a sign. My love's so wild, please give me, baby. My love's so wild, please give me a sign. My love's so wild, please give me a sign. Chương trình Black Friday cũng qua mạng xã hội trên Facebook thôi, thì mọi người chia sẻ rất là nhiệt tình. Và em thấy năm nay làm Black Friday rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình. Mình biết cái chương trình này qua Facebook với lại con gái giới thiệu. Vô đây thì mình thấy không gian nhộn nhịp, cảm thấy là coi như là thích thú, mà coi như là nhân dịp ngày này mình được giảm giá như vậy mình cũng thích. Cô có góp ý gì cho cái chương trình Black Friday để những lần sau nếu mà tổ chức thì là nó có tốt hơn cô? Ví dụ như lần sau mà có tổ chức được như vậy thì giảm giá được như vậy thì người ta sẽ thích hơn và người ta sẽ đến đông hơn. Thấy là hay đó, nên phát huy là mỗi năm nên làm tiếp như vậy.